Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Đỗ Thị Dung, hiện đang công tác ở phòng sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên, viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai. Trước đó thì các bạn đã nghe phần trình bày của bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Hoàng Yến về mô tả về các đặc điểm lâm sàng cũng như là các cái thang đánh giá về chẩn đoán có cái rối loạn hành vi ở trẻ em và thanh thiếu niên. Thì để tiếp theo chương trình thì tôi sẽ trình bày về phần quản lý điều trị các cái rối loạn hành vi ở trẻ em và thanh thiếu niên. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào rối loạn cách thức chống đối và rối loạn hành vi. Về mục tiêu điều trị, ở trong hai cái rối loạn này thì sẽ bao gồm, thứ nhất đó là phát triển các cái hành vi thay thế thích ứng hơn để đối phó với các cái tác nhân hoặc là những cái tình huống mà gây căng thẳng cho trẻ. Thứ hai đó là tăng các cái khả năng chịu đựng sự thất vọng cũng như là giảm các cái mức độ nghiêm trọng của những cơn bùng phát nóng nảy. Trong rối loạn bướng bỉnh chống đối thì thường sẽ tập trung vào việc giảm bớt các tâm trạng cáu kỉnh dai dẳng một cách nghiêm trọng. Còn trong rối loạn hành vi thì sẽ tập trung vào việc giảm bớt các cái hành vi không thích hợp và phát triển sự đồng cảm. Đồng hành với cái việc như chúng ta đã biết ở trong bài trình bày trước thì cái tỷ lệ các cái rối loạn đi kèm với rối loạn bướng bỉnh chống đối cũng như là rối loạn hành vi thì chiếm tỷ lệ khá là cao. Ví dụ như là đồng hành đồng diễn với rối loạn tăng động giảm chú ý là 14%, các rối loạn cảm xúc khác từ 9 đến khoảng 14%, và cũng có một cái tỷ lệ là trẻ mắc rối loạn hành vi cũng như rối loạn bướng bỉnh chống đối có đi kèm với các cái rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Do đó thì cái trong cái mục tiêu điều trị, ngoài điều trị tập trung vào các cái rối loạn hành vi, rối loạn bướng bỉnh chống đối thì chúng ta sẽ điều trị các cái rối loạn đi kèm. Các cái biện pháp can thiệp thì sẽ bao gồm các cái liệu pháp can thiệp về mặt tâm lý, và thứ hai đó là những cái can thiệp về hóa dược. Về đối với can thiệp tâm lý thì theo những cái hướng dẫn của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ cũng như là các cái hướng dẫn của viện của Vương quốc Anh hoặc là các cái hướng dẫn của Canada thì đều thống nhất đó là can thiệp tâm lý sẽ được coi là các trị liệu đầu tay, và cái việc mà lựa chọn các cái liệu pháp tâm lý sẽ phụ thuộc vào cái mức độ, số lượng triệu chứng cũng như là lứa tuổi hiện tại mà trẻ cũng như trẻ mắc các cái rối loạn. Các cái liệu pháp tâm lý sẽ được thực hiện một cách thường xuyên ở cả hình thức cá nhân, hình thức gia đình, ở trị liệu cá nhân, trị liệu gia đình, hình thức nhóm, có thể thực hiện ở các cái môi trường khác nhau, ví dụ như là ở phòng khám ngoại trú, có thể tiến hành can thiệp ở gia đình, ở trường học và các cái cơ sở chăm sóc ban đầu. Về các cái liệu pháp tâm lý thì sẽ bao gồm là đào tạo quản lý hành vi cho cha mẹ, đây là những liệu pháp để tiến hành trên thực hành với cha mẹ. Thứ hai đó là các cái liệu pháp nhận thức hành vi, cái liệu pháp này thì sẽ dành cho trẻ và vị thành niên. Các cái liệu pháp thứ ba đó là các cái liệu pháp về liệu pháp đa hệ thống. Các cái can thiệp về mặt tâm lý thì sẽ can thiệp phụ thuộc vào cái mức độ triệu chứng cũng như là đối với mỗi nhóm tuổi khác nhau thì sẽ có những cái lựa chọn về can thiệp khác nhau. Ví dụ đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến cái nhóm là chúng ta sẽ phân thành các nhóm, nhóm từ 2 đến 5 tuổi, nhóm trẻ từ 6 đến 12 tuổi và nhóm trẻ từ 13 đến 17 tuổi. Thì phân loại này thì cũng có hơi khác biệt một chút so với cái phân loại lúc ban đầu của trong bài trình bày của bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Hằng Yến. Đầu tiên thì ở cái nhóm từ 2 đến 5 tuổi thì ở trong cái nhóm này thì chủ yếu là sẽ áp dụng các cái liệu pháp về đào tạo quản lý hành vi cho cha mẹ. Ở đây thì sẽ đào tạo, nó sẽ bao gồm là đào tạo các vấn đề liên quan đến cái tương tác giữa cha mẹ và con cái. Các nhà trị liệu sẽ tiến hành những sẽ dạy cũng như là sẽ cung cấp những cung cấp các cái hoạt động để tăng cái khả năng tương tác giữa cha mẹ con cái thông qua, có thể là thông qua các hình thức trò chơi hoặc là thông qua các cái hoạt động tham gia các cái câu lạc bộ, hoặc là ở một số ở gia đình thì khi mà có theo đạo thì có thể là cùng cùng tham gia những cái hoạt động liên quan đến đạo. Trong cái liệu pháp này thì sẽ hướng dẫn dạy cho cha mẹ các cái kỹ năng cũng như cái kỹ ví dụ như là kỹ thuật khen ngợi, tự chú ý tích cực, các cái phần thưởng hữu hình, sự mệnh lệnh hiệu quả, các cái kỹ thuật liên quan đến thời gian chờ đợi, kỹ năng giải quyết vấn đề, hay là những cái vấn đề liên quan đến hậu quả hoặc là hệ thống khen thưởng. Thì trong những cái can thiệp dạy các kỹ năng cho cha mẹ như chúng ta đã biết thì là thông thường khi mà trẻ có những cái vấn đề rối loạn đến các cái rối loạn hành vi hoặc rối loạn về cảm xúc, các cái triệu chứng khi trẻ có những cái biểu hiện bùng nổ gây hấn hoặc thù địch thì chúng ta thường là cha mẹ sẽ hay tập trung đến những cái hành vi được coi là những cái hành vi
được tạm thời được coi là những cái hành vi không phù hợp. Và một số trẻ thì mình sẽ thường hay là mặc định đấy là những đứa trẻ hư. Khi mà có những cái hành vi không phù hợp đó thì thường là cha mẹ hoặc là những người xung quanh sẽ có xu hướng là trẻ sẽ thường là sẽ bị gắn mác thành là trẻ hư, và sẽ có ngay lập tức thì có thể có những cái hình phạt, có những cái hình phạt cho trẻ, và mà ít khi tìm ra hoặc là tìm đến những hành vi đúng của trẻ để có thể khen ngợi cho trẻ. Vì chính những cái hoạt động, các cái hành động như khen ngợi, khích lệ hoặc là có những cái phần thưởng thì sẽ giúp cho trẻ củng cố được những cái hành vi tích cực. Còn những cái hành vi không tích cực, còn các cái hành vi không tích cực và trẻ lại tiếp tục được nhận những cái phần thưởng hoặc là những cái hình phạt một cách khắt khe thì có thể khiến cho trẻ sẽ cảm thấy căng thẳng hơn, và việc giải quyết các cái vấn đề hành vi của trẻ có thể dẫn đến khó khăn hơn. Liên quan đến ví dụ như trong những cái sự liên quan đến cái kỹ thuật về việc chú ý tích cực, về chú ý tích cực thì cũng có thể được hiểu đó là một cái kỹ thuật mà cha mẹ sẽ tìm kiếm chú ý đến tìm kiếm đến những cái hành vi tích cực của trẻ, và cái việc tìm kiếm này để tìm kiếm sau khi tìm kiếm những cái hành vi tích cực cũng sẽ có những cái phần thưởng hoặc là những cái lời khen ngợi, từ đó thì sẽ cũng sẽ khuyến khích những cái hành vi đúng của trẻ. Trong cái về cái phần thưởng hữu hình hay là về phần thưởng hữu hình hoặc là liên quan đến cái hệ thống việc hậu quả và hệ thống khen thưởng, thì thông thường cha mẹ trong những cái tình trong cái quá trình mà nhà trị liệu sẽ cung nhà nhà trị liệu thường là được khuyến khích đối với cái việc là sẽ trẻ và cha mẹ sẽ trao đổi với nhau về sẽ được trao đổi về các cái hành vi đúng và những hành vi chưa phù hợp. Những cái hành vi đúng khi mà trẻ thực hiện thì sẽ được có thể là sẽ có những cái phần thưởng hoặc là có những cái lời động viên khen ngợi, còn những cái hành vi không phù hợp thì cũng được giải thích cho trẻ để trẻ có thể tránh những cái hành vi này. Và khi trẻ có những cái hành vi không phù hợp thì cha mẹ có thể là sẽ có những cái hậu quả, có trẻ có thể bị mất đi những cái quyền lợi hoặc những cái đặc quyền. Về cái kỹ thuật liên quan đến cái thời gian chờ đợi thì một cái ví dụ khi mà trẻ có những cái hành vi khi trẻ có những cái hành vi không phù hợp nhưng mà mang cái tính chất là có sự thu hút đến sự chú ý của người khác. Đôi khi những cái hành vi của trẻ không đơn thuần là những cái hành vi gây ra những các cái hành vi của trẻ, thì cái đằng sau những cái hành vi mà mình quan sát được không phù hợp đó thì có thể đó là khi mà trẻ đang đang mong muốn hoặc là đang khơi gợi một sự chú ý nào đó. Thì thường là cái này thì có thể là vì lấy ví dụ đó là ví dụ như là khi mà trẻ có thể là làm đổ cốc hoặc là phá hoại một cái đồ đạc, thì đa số các phụ huynh sẽ chú ý vào cái hành vi đó và có thể là nhắc nhở hoặc là phạt trẻ. Tuy nhiên thì trong cái kỹ thuật này thì thường là cái kỹ thuật này thì sẽ thực hiện đó là cha mẹ sẽ lờ đi và để cho và không chú ý đến cái hành vi đó của trẻ, để tạo cho trẻ một cái khoảng thời gian mà trẻ cảm thấy là cái hành vi của mình không gây được sự chú ý, cũng như là trẻ cảm thấy bắt đầu chán nản hoặc là cái thời gian chờ đợi, cái thời gian mà không không tạo được sự ý, chú ý từ cha mẹ. Và từ đó sau một khoảng thời gian chờ đó thì lúc đó cha mẹ mới có thể mới nên tiếp cận và có những cái yêu cầu để cho trẻ có thể giải quyết cái hành vi của mình. Đối với nhóm từ 6 đến 12 tuổi thì ngoài cái việc đào tạo quản lý hành vi cho cha mẹ như mô tả ở trên thì trẻ sẽ được tham gia vào cái đào tạo về kỹ năng nhận thức hành vi cho cái nhóm tuổi này. Và trong cái kỹ thuật cái kỹ trong cái can thiệp này thì sẽ bao gồm là dạy cho trẻ các kỹ năng về nhận thức và hành vi. Các cái chương trình này nó sẽ tập trung vào những cái một hoặc những cái thiếu sót về kỹ năng được cho là góp phần vào cái cơ chế vệ sinh và duy trì các cái vấn đề hành vi của trẻ, bao gồm các cái kỹ năng xã hội, kỹ năng đối phó với cơn tức giận và kỹ năng giải quyết vấn đề. Các cái kỹ năng xã hội thì có thể là kỹ năng xã hội ở đối với nhóm trẻ này thì sẽ liên quan đến các cái tương tác xã hội, các kỹ năng kết bạn cũng như là cái khả năng mà trẻ có thể diễn đạt hoặc là trình bày cái quan điểm hoặc là ý kiến của cá nhân, và các cái kỹ năng liên quan đến đối phó với cơn tức giận và giải quyết vấn đề thì trẻ sẽ cần được cái hỗ trợ theo hướng là khi mà trẻ gặp một cái vấn đề thì trẻ sẽ cần được
được phân tích cái vấn đề mà trẻ đang gặp phải. Thứ hai nữa là trẻ sẽ cần nhận thức được các cái hậu quả mà trẻ cái cách thức mà trẻ đang cư xử bằng những cái hành vi hoặc là những cái cơn nóng giận hoặc là những cái biểu hiện rối loạn cảm xúc của trẻ liên quan đến cái vấn đề mà trẻ đang gặp phải. Khi mà trẻ nhận thức được những cái vấn đề liên quan đến hậu quả từ những cái cơn nóng giận, cơn tức giận của trẻ, sau đó thì nhà trị liệu sẽ hướng dẫn trẻ sử dụng hoặc là sử dụng các cái kỹ năng hoặc là lựa chọn các cái cách thức ứng phó khác nhé, cách thức ứng phó tích cực hơn để trẻ có thể giải quyết vấn đề một cách tốt hơn. Ngoài ra thì khi trẻ có những cái cơn tức giận thì trẻ có thể được hướng dẫn bằng những cái liệu pháp, ví dụ như là liệu pháp thư giãn luyện tập hoặc là các cái liệu pháp tập thở, thì những cái liệu pháp đó thì cũng sẽ giúp cho trẻ làm giảm bớt cái tình trạng căng thẳng và những cái cơn nóng giận bùng phát. Đối với nhóm trẻ từ 13 đến 17 tuổi thì đối với trong cái nhóm trẻ này thì các biện pháp can thiệp của cha mẹ có thể là kém hiệu quả hơn so với khi mà áp dụng với những cái trẻ nhỏ. Và trong cái can thiệp cho cái nhóm độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi, đối với các cái triệu chứng ở thể nhẹ thì thường là những cái triệu chứng chỉ gây ra những cái sự gián đoạn nhỏ trong các hoạt động tâm lý xã hội, thì sẽ được can thiệp ở cái nhóm tuổi này sẽ là kết hợp giữa đào tạo quản lý hành vi cho cha mẹ và đào tạo kỹ năng nhận thức giống như ở hai nhóm trên. Còn đối với cái nhóm triệu chứng trẻ có những cái biểu hiện các triệu chứng ở mức độ vừa và nặng thì một cái liệu pháp tiếp theo đó là liệu pháp đa hệ thống. Thì đây là một cái liệu pháp bao gồm rất nhiều thành phần của những cái liệu pháp khác, ví dụ như là cái liệu pháp nhận thức hành vi, đào tạo quản lý hành vi của cho cha mẹ, các hành vi chống đối xã hội, phạm pháp, các vấn đề liên quan đến nghiện chất thì sẽ được nhìn nhận trong những cái bối cảnh rộng hơn của cái hệ thống ảnh hưởng đến cá nhân, đến gia đình, bạn bè và trường học, cộng đồng. Và trong cái liệu pháp này thì sẽ cần có nhiều buổi, nhiều giờ mỗi tuần. Cái liệu pháp này thì hiện theo như cái liệu pháp này thì thường là sẽ được tiến hành tại nhà. Tiếp theo là can thiệp về mặt hóa dược. Thì theo hướng dẫn của NAI năm 2013 thì cái khuyến cáo đưa ra đó là không đưa ra các biện pháp can thiệp bằng thuốc để quản lý một cách thường xuyên các vấn đề hành vi ở trẻ em thanh thiếu niên mắc rối loạn bướng bỉnh chống đối hoặc là rối loạn hành vi, và khuyến nghị điều trị bằng thuốc chỉ định cho những trường hợp mà trẻ có mắc phối hợp bệnh lý đồng diễn, đó là bệnh lý tăng động giảm chú ý. Thì lúc này thì sẽ được khuyến cáo là xem xét phối hợp thêm risperdal và điều trị một cách ngắn hạn để làm giảm các cái triệu chứng gây hấn cũng như là các cái tình trạng tức giận, cơn bùng nổ của trẻ. Và theo một cái hướng dẫn của Canada năm 2015 thì khuyến cáo mạnh mẽ về các cái thuốc kích thích tâm thần như các cái chế phẩm của methylphenidate hoặc là amphetamine để điều trị các cái hành vi chống đối, các cái vấn đề về cư xử gây hấn ở trẻ em và thanh thiếu niên mắc rối loạn tăng động giảm chú ý có hoặc không có rối loạn bướng bỉnh chống đối hoặc là rối loạn hành vi. Và như vậy thì cái liệu pháp hóa dược thì sẽ được phối hợp với liệu pháp tâm lý để điều trị giải quyết hành vi hung hăng và gây hấn. Có. Thứ hai nữa là cái liệu pháp hóa dược thì sẽ điều trị cho các cái rối loạn tâm thần phối hợp như là rối loạn tăng động giảm chú ý, trẻ có đi kèm với các rối loạn cảm xúc hành vi hoặc rối loạn liên quan sử dụng chất. Đôi khi thì liệu pháp mặc dù theo cái khuyến cáo thì cái liệu pháp tâm lý là trị liệu đầu tay, tuy nhiên thì trong những cái trường hợp mà trẻ có những cái biểu hiện gây hấn hoặc là những cái hành vi hung hăng ở mức độ nghiêm trọng thì có thể là trẻ cần phải can thiệp hóa dược trước hoặc là đồng thời để giảm các cái tình trạng hành vi hung hăng gây hấn. Sau đó thì cái liệu pháp can thiệp về mặt tâm lý trẻ sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn và nâng cao được cái hiệu quả hơn. Và trong cái điều trị về cái hành vi hung hăng và gây hấn thì cái thuốc được ưu tiên sử dụng đó là thuốc an thần kinh thế hệ thứ hai, trong đó thì risperidone thì có nhiều bằng chứng ủng hộ nhất. Tiếp đó thì là các cái lựa chọn khác, ví dụ như aripiprazole hoặc là quetiapine. Thì trên đây là
bảng mô tả về các cái thuốc có thể sử dụng cho cái nhóm trẻ em và vị thành niên có các cái hành vi gây hấn hung hăng ở mức độ nặng và với các cái liều lượng, ví dụ như là đối với Ripperidone thì ở trẻ vị thành niên thì với liều là bắt đầu khởi liều là từ 0,25 mg, sau đó thì tăng từ 0,25 đến 0,5 mg sau 3 đến 5 ngày, thì thuốc có thể sử dụng chia liều một ngày sử dụng 2 lần và phạm vi khoảng liều là từ 2 đến 3 mg trên một ngày, liều tối đa là khoảng 3 mg. Đối với nhóm thanh thiếu niên thì cũng bắt đầu từ liều 0,25 mg sử dụng 2 lần mỗi ngày và cũng sẽ tăng từ 0,5 mg đến 1 mg từ sau 3 đến 5 ngày. Và cái khoảng liều của thanh thiếu niên thì rộng hơn là từ 3 đến 6 mg với liều tối đa là 60 mg. Tương tự với các cái thuốc như Aleriprazole ở trẻ vị thành niên thì sẽ sử dụng liều khởi đầu từ 2 mg, sau đó thì tăng từ 3 đến 5 mg mỗi 3 đến 5 ngày, khoảng liều từ 5 đến 20 mg và liều mắc là 20 mg. Đối với nhóm thanh niên thì khởi đầu liều cũng như vậy là 2 mg và cái khoảng liều thì có rộng hơn là từ 10 đến 30 mg với liều tối đa là 30 mg. Về quetiapin thì trẻ sẽ sử dụng với trẻ vị thành niên và thanh niên, không sử dụng cho nhóm trẻ em. Thường là cái liều khởi đầu sẽ là từ 25 mg và cái khoảng liều ở trẻ vị thành niên sẽ là từ 100 đến 400 mg với liều tối đa là 400 mg. Ở nhóm thanh niên thì sẽ là từ 400 đến 800 mg với liều mắc liều tối đa là 800 mg. Đối với các cái rối loạn đồng diễn thì đối với rối loạn tăng động giảm chú ý thì khuyến cáo đưa ra là sử dụng các cái thuốc kích thần có tác dụng kéo dài phối hợp với liệu pháp tâm lý và cái liều điều trị ban đầu cũng như cái tốc độ chuẩn liều sẽ giống như là sẽ là cái liều khuyến cáo để điều trị tăng động giảm chú ý. Thì có một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp gồm 9 nghiên cứu bao gồm 1.344 thanh niên có các cái vấn đề về hành vi gây hấn, chống đối hoặc các vấn đề cư xử có mắc tăng động giảm chú ý phối hợp thì được điều trị bằng các thuốc kích thích tâm thần thì cho thấy sự cải thiện nhiều hơn về các cái biện pháp đo lường hành vi chống đối hoặc các cái vấn đề hành vi so với những người mà điều trị bằng giả dược. Đối với những trẻ mà có rối loạn đồng diễn, có mắc các rối loạn đồng diễn là rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm thì cái thuốc được khuyến cáo đó là cái thuốc ức chế tái hấp thu có chọn lọc serotonin. Ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, trong đó ví dụ như là citalopram. Về việc theo dõi tiến trình của quá trình điều trị thì theo dõi tiến trình thì chúng ta sẽ đánh giá dựa vào các cái thăm khám trực tiếp ở trên lâm sàng, đánh giá sẽ thông qua đánh giá trực tiếp bệnh nhân, đánh giá các cái triệu chứng theo báo cáo của cha mẹ của những người chăm sóc và báo cáo của giáo viên. Cái thang có thể sử dụng để đánh giá thì đó là thang, một cái thang khá là đơn giản và phổ biến và hiện tại ở viện sức khỏe tâm thần thì cũng đang sử dụng thang này. Thì đây là thang Vanderbilt. Thang này thì sẽ có các cái phiên bản dành cho cha mẹ và phiên bản dành cho giáo viên. Thì có thể là sau mỗi buổi thăm khám thì cha mẹ đánh giá, sau đó thì sẽ sử dụng cái thang này để gửi cho giáo viên và giáo viên sẽ theo dõi phối hợp cùng cùng ở trên lâm sàng. Thang này thì sẽ được đánh giá hàng tháng. Về thời gian điều trị thì đối với những trường hợp mà có bệnh nhân có đáp ứng tốt với điều trị, trong trường hợp mà bệnh nhân có đáp ứng điều tốt với điều trị về mặt tâm lý thì sẽ được theo dõi trong vòng 2 tháng đầu và sau đó thì khoảng 3 đến 6 tháng để đánh giá việc duy trì các cái kết quả điều trị. Đối với đáp ứng điều trị, bệnh nhân đáp ứng điều trị với thuốc thì thường là trẻ sẽ sử dụng thuốc tối thiểu khoảng 1 năm, sau đó thì trẻ sẽ được giảm liều và cái việc giảm liều lượng thuốc thì thường là sẽ nên được diễn ra vào trong những tháng hè khi mà trẻ bắt đầu được nghỉ hè và các cái yếu tố liên quan đến căng thẳng học tập hoặc liên quan đến các cái vấn đề môi trường và bạn bè xã hội thì có thể được học thì sẽ giảm đi và việc theo dõi tái khám sẽ đến từ khoảng 6 đến 8 tuần một lần. Đối với nhóm trẻ mà có đáp ứng kém với điều trị thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác nhận lại là cái việc là trẻ cái việc mà tuân thủ điều trị như thế nào. Vì chúng ta đã biết là cái hiệu quả can thiệp tâm lý thì sẽ là lựa chọn điều trị đầu tay.
cái hiệu quả của liệu pháp tâm lý thì có thể là không có những cái kết quả ngay tức thời, mà là những cái hiệu quả về mặt lâu dài. Và về can thiệp tâm lý thì thường là trẻ, thông thường thì trẻ có sẽ phải tiến hành can thiệp lâu dài, và các thì trẻ thường trẻ và cha mẹ thì sẽ đến trị liệu tâm lý có thể là hàng tuần hoặc là hàng tháng. Do đó mà khi mà cái việc can thiệp điều trị lâu dài thì có thể dẫn đến cái tình trạng đó là trẻ không tham gia can thiệp được đầy đủ. Việc này thì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc tuân thủ điều trị của trẻ. Thứ hai nữa là cái việc tuân thủ điều trị thuốc trong cái quá trình sử dụng các cái thuốc để điều trị các cái vấn đề về hành vi. Có trẻ có thể là không tuân thủ do việc phải uống thuốc hàng ngày, quên bỏ thuốc hoặc là không hợp tác uống thuốc, hoặc là các cái tình huống mà khi mà trẻ uống thuốc thì trẻ gặp những cái tác dụng phụ thì cha mẹ có thể lo lắng hoặc là đến những cái tác dụng phụ và cho trẻ dừng tự ý dừng điều trị trước khi mà có ý kiến của bác sĩ. Thì cái nên đây là một trong những cái yếu tố khá là quan trọng liên quan đến cái việc mà trẻ có đáp ứng kém với điều trị. Sau khi loại trừ những cái vấn đề liên quan đến cái việc tuân thủ về điều trị thì chúng ta sẽ xem xét đến cái bệnh, xem xét lại bệnh sử để xác nhận chẩn đoán cũng như là đánh giá các cái rối loạn đi kèm. Vì cái việc bỏ sót những cái rối loạn đi kèm như là rối loạn tăng động giảm trí hoặc các rối loạn cảm xúc khác thì có thể ảnh hưởng đến cái tiên lượng cũng như là cái hiệu quả điều trị rối loạn hành vi hoặc rối loạn đúng mì chống đối. Và đánh giá đến các yếu tố môi trường khác, ví dụ như là trẻ có tình trạng xung đột hoặc là có vấn đề liên quan đến lạm dụng, thì đây cũng là những cái yếu tố mà sẽ làm cho cái việc điều trị của trẻ sẽ kém hơn. Đối với người bệnh được điều trị bằng các cái thuốc chống loạn thần thì cần phải đảm bảo là cái việc dùng thuốc kéo dài 8 tuần trở lên ở liều dung nạp trong phạm vi điều trị. Tức là để đánh giá cái việc là trẻ kém đáp ứng với việc điều trị thuốc khi mà trẻ đã sử dụng thuốc với cái thời gian khuyến cáo là khoảng 8 tuần liên tục với cái liều dung nạp tối đa cũng như là trong cái khoảng liều điều trị như là như tôi đã trình bày ở cái bảng phía trên. Thì trong khi mà đã đáp ứng, khi đã thực hiện đúng đủ như thế này mà trẻ không các cái triệu chứng của trẻ kém thì cũng được xem là trẻ đáp ứng kém với điều trị. Và đối với đáp ứng kém với điều trị thì cũng sẽ có những cái các cái giải pháp hoặc là những cái can thiệp tiếp theo. Ví dụ như là khi mà trẻ đáp ứng kém với các vấn đề điều trị về mặt tâm lý thì cái phương pháp điều trị tâm lý xã hội dựa trên bằng chứng thứ hai sẽ được thêm vào. Tức là khi mà ví dụ như trong cái nhóm trẻ từ 6 đến 12 tuổi mà trẻ không đáp ứng với đào tạo quản lý hành vi cha mẹ hoặc là các vấn đề đào tạo kỹ năng thì trẻ có thể được phối hợp thêm một cái liệu pháp khác hoặc chuyển sang một cái liệu pháp đa hệ thống hoặc là các cái liệu pháp phối hợp thêm các cái liệu pháp chức năng gia đình. Thì cái liệu pháp đa hệ thống thì là đã được trình bày ở trên. Còn cái liệu pháp về chức năng gia đình, liệu pháp chức năng gia đình thì thông thường là đôi khi là chúng ta tập trung vào những cái vấn đề việc sửa đổi các cái hành vi của trẻ nhưng lại không sửa đổi, tức là có bản thân bố mẹ, phụ huynh hoặc những người sống trong gia đình của trẻ có những cái hành vi nó chưa phù hợp. Và cái việc sửa đổi hành vi của các cái thành viên trong gia đình để điều chỉnh chức năng của các thành viên trong gia đình thì nó sẽ góp phần làm nâng cao cái hiệu quả điều trị các cái rối loạn hành vi của trẻ. Đối với những trẻ mà có đáp ứng kém với điều trị bằng thuốc thì sẽ cân nhắc phối hợp, có thể là cân nhắc phối hợp với một số những cái nhóm thuốc khác. Ví dụ như là các cái thuốc chỉnh khí sắc như là lithium, divan hoặc là những cái thuốc mà trong chỉ định trong cái điều trị về tăng động giảm chú ý, ví dụ atomoxetine, guanfacine hoặc là các cái thuốc clonidine. Thì đây là những cái thuốc mà có những cái bằng chứng có thể là có những cái bằng chứng thấp hơn so với việc phối hợp điều trị với thuốc an thần kinh và được cân nhắc phối hợp hoặc là chuyển được cân nhắc phối hợp cùng với cả cái điều trị và cái thuốc an thần kinh ban đầu. Thì trên đây là cái bảng sơ đồ tóm tắt về cái các cái lựa chọn điều trị ở rối loạn hành vi và rối loạn bướng bỉnh chống đối. Thì đối với cái nhóm trẻ mà tóm đối với cái nhóm trẻ dưới 5 tuổi thì có các cái vấn đề về rối loạn hành vi hoặc rối loạn bướng bỉnh chống đối thì trẻ sẽ được thì sẽ có những cái can thiệp liên quan đến đào tạo quản lý hành vi của cha mẹ. Đối với nhóm trẻ lớn hơn từ 6 đến 12 tuổi thì sẽ phối hợp giữa quản lý hành vi của cha mẹ với các cái đào tạo về nhận thức hành vi. Đối với những trẻ mà có những cái triệu chứng
đối với những trẻ có những triệu chứng ở mức độ trung bình và nặng thì trẻ sẽ có thể là sẽ về can thiệp tâm lý thì sẽ phối hợp cái liệu pháp đa hệ thống. Trong liệu pháp đa hệ thống thì nó sẽ bao gồm các cái liệu pháp ở trên và kết hợp với những một số những liệu pháp khác. Sơ đồ này thì sẽ tóm tắt về quản lý ở trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý, quản lý về trẻ rối loạn hành vi có những cái rối loạn đồng diễn như là rối loạn tăng động giảm chú ý, các cái biểu hiện của trầm cảm, rối loạn cảm xúc hoặc là có biểu hiện của lo âu. Thì khi mà trẻ có những cái rối loạn đồng diễn thì sẽ kết hợp điều trị các cái bệnh lý đồng diễn và tiến hành đồng thời các cái can thiệp tâm lý xã hội cho giải quyết các cái triệu chứng của ODD hoặc là CD. Với những cái đối với những cái triệu chứng ở đối với những trẻ có những cái hành vi gây hấn hoặc là những cái suy giảm hành vi gây hấn ở mức độ nặng thì sẽ bắt đầu được điều trị bởi thuốc được phối hợp với các cái thuốc ăn thần kinh thế hệ 2, điều chỉnh liều và theo dõi trong khoảng thời gian là 3 tháng. Khi các cái triệu chứng này không thuyên giảm hoặc là không được cải thiện, nếu được cải thiện thì sẽ tiếp tục theo dõi điều trị, còn trong trường hợp mà các cái triệu chứng nó không được cải thiện thì sẽ được có thể là sẽ phối hợp thêm thuốc hoặc là điều chỉnh chuyển đổi sang các cái thuốc ăn thần kinh khác, hoặc trong trường hợp khi chuyển đổi khi mà chuyển đổi triệu chứng của trẻ vẫn không có những cái cải thiện sau quá trình theo dõi và điều chuyển độ về liều thì sẽ phối hợp thêm những cái thuốc khác, ví dụ như là các cái thuốc chỉnh khí sắc, valproate lithium hoặc là những cái thuốc đối kháng, ví dụ clonidine, guanfacine hoặc là atomoxetine. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến về điều trị của rối loạn bùng nổ từng giai đoạn. Về mục tiêu điều trị của cái rối loạn bùng nổ từng giai đoạn thì sẽ có những cái mục tiêu. Thứ nhất là mục tiêu điều trị để thuyên giảm triệu chứng, tức là giải quyết các cái triệu chứng hoặc là cải thiện đến cái mức mà chỉ còn một hoặc là hai triệu chứng ở cường độ nhẹ vẫn có thể tồn tại thì vẫn có thể chấp nhận được các cái triệu chứng như vậy. Và mục tiêu điều trị thứ hai là trong những cái trường hợp mà không đạt được sự thuyên giảm như trên thì sẽ hướng tới cái mục tiêu là ổn định để đảm bảo được cái sự an toàn cho bệnh nhân và những người xung quanh, cũng như là cải thiện về số lượng, cường độ và tần suất của các cái triệu chứng. Về có thể đo đo đạt cũng như là định lượng được cái việc sự thuyên giảm của các triệu chứng thì người ta có thể sử dụng các cái thang đánh giá như ở trên, và các cái thang đánh giá này thì sẽ đánh giá thời điểm trước điều trị cũng như thời điểm sau điều trị. Khi mà cải thiện ở mức cơ bản trên 50% thì sẽ được đánh giá là có thuyên giảm các cái triệu chứng. Khác với điều trị về rối loạn hành vi và rối loạn bướng bỉnh chống đối, đối với cả cái nhóm điều rối loạn đó thì sẽ can thiệp tâm lý sẽ là cái liệu pháp hàng đầu đầu tay và chỉ phối hợp thuốc giải quyết một nhóm cái triệu chứng hung hăng hoặc là triệu chứng gây hấn. Thế còn riêng cái rối loạn về bùng nổ từng giai đoạn thì sẽ kết hợp liệu pháp nhận thức hành vi và liệu pháp hóa dược ngay từ đầu. Thì cái lý do có cái sự khác biệt này thì là liên quan đến trong cái phần trình bày của bác sĩ Yến về cái bệnh sinh của ba cái nhóm rối loạn này. Thì đối với cái nhóm rối loạn về bùng nổ từng giai đoạn thì người ta nhận thấy là có cái sự bất thường ở trong cái hệ serotonergic cũng như là cái kiểm soát cảm xúc ở cái các cái hoạt liên quan đến cái chức năng của cái vùng hạnh nhân. Đối với về các cái liệu pháp tâm lý có thể áp dụng ở trong điều trị rối loạn bùng nổ từng giai đoạn thì người ta khuyến cáo đó là sử dụng cái liệu pháp nhận thức hành vi, liệu pháp CBT. Và liệu pháp CBT thì sẽ hướng dẫn người bệnh cái cách để có thể quản lý các cái kích thích khó chịu ở trong môi trường hàng ngày, từ đó sẽ ngăn chặn các cái xung động hung hãn có thể gây ra những cái cơn bùng phát hoặc là những cái cơn cảm xúc bùng nổ.
Và các cái kỹ thuật cụ thể sẽ được sử dụng ở trong CBT thì sẽ bao gồm đó là tái cấu trúc nhận thức, huấn luyện thư giãn, đào tạo kỹ năng đối phó và phòng ngừa tái phạm. Về tái cấu trúc nhận thức thì thường đó là cái việc liên quan đến việc sửa đổi các cái giả định sai lầm, những cái suy nghĩ rối loạn về mặt chức năng, các cái tình huống gây khó chịu và các cái mối đe dọa nhận thức mà có thể nhận thức được. Bệnh nhân được khuyến khích kiểm tra tính hợp lệ, tính đúng của các cái giả định và suy nghĩ dựa trên các cái bằng chứng mà bệnh nhân sẵn có. Về huấn luyện thư giãn thì có thể là hướng dẫn bệnh nhân các cái bài tập hít thở sâu, thư giãn các cái nhóm cơ khác nhau trong khi mà bệnh nhân tưởng tượng ra các cái tình huống mà có thể gây cho bệnh nhân kích động và tức giận, để khi mà bệnh nhân có những cái cơn hoặc là những cái cơn bùng nổ, cơn tức giận mà bệnh nhân xuất hiện thì bệnh nhân có thể là áp dụng cái liệu pháp này để có thể giảm giảm nhanh chóng hơn các cái triệu chứng. Về đào tạo cái kỹ năng đối phó thì thông thường trong cái liệu pháp này sẽ hướng dẫn các cái tình huống, sau đó thì sẽ có sự đóng vai. Các cái tình huống thì thường sẽ liên quan đến các cái khả năng liên quan đến khả năng khiêu khích, cũng như là bệnh nhân sẽ được luyện tập để có những cái phản ứng phù hợp trong khi mà xuất hiện những cái tình huống mà có thể gây ra những cái cơn bùng nổ hoặc là những cái cơn tức giận của bệnh nhân. Về phòng ngừa tái phạm thì sẽ giáo dục bệnh nhân về cái việc tái diễn những hành vi hung hăng bốc đồng này, nó có thể là phổ biến và nên được xem như là một cái sai sót hơn là đây là một cái thất bại của bệnh nhân. Cái liệu pháp nhận thức hành vi thì sẽ có tác dụng tốt đối với những cái bệnh nhân mà có động lực cao, họ coi trọng những cái cách tiếp cận giải quyết vấn đề đối với căn bệnh của họ, tức là đối với những cái nhóm bệnh nhân mà họ có những cái kết nối, cái khi mà gặp gặp rối loạn ở cái mức độ nhẹ và vừa, bệnh nhân có những cái vẫn còn nhiều kết nối và họ hy vọng vẫn có những cái động lực hoặc những cái mong muốn để có thể giải quyết cái tình trạng của họ, để cải thiện được các cái kỹ năng cũng như là cải thiện các mối quan hệ xã hội của họ. Vì chống chỉ định của cái rối loạn này thì chống chỉ định của cái liệu pháp này thì sẽ không áp dụng với bệnh nhân mà có cái biểu hiện của suy giảm nhận thức. Cái liệu pháp nhận thức hành vi thì sẽ thực hiện theo các hình thức nhóm hoặc là trị liệu cá nhân với cái số lượng buổi có thể từ 8 đến 16 hoặc là 20 buổi. Mỗi một phiên sẽ kéo dài khoảng 60 phút và các cái kỹ năng được dạy trong cái quá trình trị liệu thì sẽ được thực hành giữa các cái buổi học. Đối với cái liệu pháp hóa dược thì như chúng ta đã biết thì về cái bệnh sinh của rối loạn bùng nổ từng giai đoạn thì liên quan đến cái hệ thống serotonergic, nên cái khuyến cáo sử dụng lựa chọn thuốc ở trong điều trị cái rối loạn này sẽ là các cái thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc nhóm SSRI, và trong đó thì fluoxetine là thuốc được khuyến cáo với cái liều lượng khởi đầu là 20 mg, sau đó thì sẽ có những cái sự chuẩn độ và cái liều tối đa có thể lên đến 60 mg. Và cái tỷ lệ mà bệnh nhân đáp ứng với cái thuốc này thì sẽ lên khoảng 66% bệnh nhân sẽ đáp ứng với thuốc thuốc chống trầm cảm lần đầu tiên. Khi mà bệnh nhân điều trị với cái thuốc chống trầm cảm lần đầu, bệnh nhân không có đáp ứng hoặc là không có sự cải thiện, và thời gian để đánh giá khi mà bệnh nhân không có cái đáp ứng khi mà được chuẩn độ đến cái liều điều trị hoặc là đến cái liều tối đa nhưng các cái triệu chứng nó không cải thiện, không thuyên giảm, với cái thời gian điều trị là từ 6 đến 12 tuần kể từ khi bắt đầu dùng thuốc, các cái triệu chứng không thuyên giảm thì lúc này thì sẽ ở cái khuyến cáo đưa ra đó là sẽ giảm dần và ngừng thuốc đang sử dụng trong vòng 1 đến 2 tuần. Đồng thời thì chúng ta sẽ sử dụng lựa chọn sang một cái nhóm thuốc chống trầm cảm khác cùng ở trong nhóm và tăng dần liều. Trong trường hợp mà sử dụng các cái thuốc chống trầm cảm lựa chọn thứ hai với thời gian tiếp tục là từ 6 đến 12 tuần và bệnh nhân không có những cái đáp ứng thì có thể là sẽ cần phải chuyển sang một cái nhóm khác, đó là nhóm phenytoin, thì đây là một cái nhóm thuốc chống động kinh. Và khi mà người bệnh không đáp ứng với cái nhóm SSRI hoặc là không dung nạp với thuốc với phenytoin thì chúng ta đã biết là phenytoin thì cũng có khá là nhiều những cái tác dụng phụ lên thần kinh cũng như là tình trạng có thể những cái phát ban da, một số bệnh nhân sẽ gặp tình trạng phát ban da hoặc là sử dụng lâu dài thì có thể
gặp những cái vấn đề liên quan đến các triệu chứng về mặt thần kinh, nói khó, nhìn đôi, hoặc là cái tình trạng về thất điều, thì với tình trạng không dung nạp hoặc không có đáp ứng với thuốc thì chúng ta có thể là chuyển sang các cái nhóm khác. Đó, một số nhóm thuốc có thể chuyển sang đó là oxcarbazepine và carbamazepine. Thì khi không đáp ứng được những hai thuốc này thì các cái lựa chọn khác lần lượt sẽ như ở trên slide, đó là sử dụng các cái thuốc khác như là lamotrigine, topiramate, valproate, hoặc là sử dụng nhóm sử dụng lithium. Thì khi mà chuyển sang những cái nhóm thuốc khác thì người ta nhận, các nghiên cứu ghi nhận đấy là khoảng có từ 25 cho đến 50% không đáp ứng với những cái thuốc trên thì sẽ đáp ứng với các cái thuốc thứ ba, tức là cái nhóm, tức là không đáp ứng với nhóm ARI, không đáp ứng với phenytoin hoặc là carbamazepine thì có thể đáp ứng với cái thuốc thứ ba như là các cái thuốc lamotrigine, topiramate hoặc valproate. Thì sẽ có khoảng từ 20 đến 50% bệnh nhân đáp ứng với những cái thuốc này. Với cái liều của các cái thuốc điều trị, ví dụ như lamotrigine thì có thể là bắt đầu từ liều 25 mg tăng dần cho đến cái khoảng liều điều trị từ 50 cho đến 200 mg trên ngày. Topiramate thì sẽ là từ 200 đến 300 mg trên ngày. Đối với valproate thì sẽ liều tối đa thì sẽ là khoảng 30 mg trên kg trên ngày. Và với lithium thì liều sẽ từ 900 mg đến 1.800 mg trên ngày. Và đối với thuốc này thì sẽ phải có theo dõi cái nồng độ huyết thanh ở mục tiêu là từ 0,8 đến 1,2 mét trên lít, và nồng độ không vượt quá cái ngưỡng này. Đối với lithium thì cái việc điều trị theo dõi cái liều điều trị có tác dụng với cả cái liều mà có thể gây ngộ độc thì cũng gần nhau, nên do đó là nếu có sử dụng thì cũng sẽ cần phải theo dõi về nồng độ của thuốc ở trong huyết thanh. Việc theo dõi các bệnh nhân, theo dõi các bệnh nhân thì sẽ theo dõi các cái sự tái phát của các cái triệu chứng cũng như là phải theo dõi các cái tác dụng phụ của thuốc, các cái tác dụng phụ của thuốc, các thuốc chống trầm cảm, hoặc là những cái thuốc kháng động kinh thì sẽ có mỗi một loại thuốc khác nhau sẽ có những cái tác dụng phụ khác nhau, và theo dõi thì mình sẽ theo dõi cả những cái sự đáp ứng của bệnh nhân với thuốc hoặc là các tác dụng phụ. Và khi mà bệnh nhân đã đạt được những cái sự thuyên giảm và duy trì được cái sự ổn định thì cái việc theo dõi nó sẽ giãn dần ra, sẽ giảm dần từ có thể theo dõi từ 2 tuần một lần trong vòng 1 tháng đầu tiên, sau đó thì là mỗi tháng một lần trong 3 tháng tiếp theo, và cái thời gian theo dõi thưa dần ra là khoảng 2 tháng một lần trong vòng 3 tháng. Và khi mà bệnh nhân đã đạt được cái sự ổn định thì có thể là khám lại sau mỗi từ 3 đến 6 tháng. Và cái lịch khám thì có thể nên là dày hơn, thường xuyên hơn cho những cái bệnh nhân mà tái phát triệu chứng hoặc là bệnh nhân gặp những cái tác dụng phụ liên quan đến điều trị. Về thời gian sử dụng thuốc cũng như là khi nào thì ngừng thuốc. Bệnh nhân khi mà đạt được sự thuyên giảm theo như mục tiêu ban đầu thì sẽ được duy trì điều trị bằng thuốc trong vòng ít nhất là 2 năm. Thì cái này thì dựa trên là các cái kinh nghiệm lâm sàng của ở trong các cái hướng dẫn. Thì trong những cái trường hợp nào thì bệnh nhân sẽ cần phải đợi điều trị trong những cái thời gian nhiều hơn, và một số bệnh về cái mặt cái thời gian điều trị thường là không có xác định được số năm cụ thể, mà có thể là điều trị cái thời gian điều trị có thể diễn ra là cần nhiều năm. Cái thời gian điều trị thì sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố lâm sàng và sẽ dài hơn ở những nhóm bệnh nhân có những cái đặc điểm, ví dụ như là các cái triệu chứng còn sót lại, đặc biệt là những cái triệu chứng tồn lại như là triệu chứng liên quan đến xung động hung hãn hoặc là những cái giận dữ mãn tính. Thời gian điều trị có thể dài hơn đối với nhóm bệnh nhân mà có các bệnh lý tâm thần đi kèm vẫn đang diễn ra, hoặc là những cái bệnh nhân có suy giảm về tâm lý xã hội và có các yếu tố gây căng thẳng vẫn chưa được giải quyết. Bệnh nhân có những cái tiền sử cố gắng tự tử hoặc là có những cái hành vi gây thương tích. Các cái số lần bộc phát về bùng nổ trước đó của bệnh nhân nhiều, ví dụ như là khoảng trên 30 lần bộc phát về thể chất hoặc lời nói, hoặc là thời gian mắc bệnh của bệnh nhân dài trên 5 năm thì có thể là cái khoảng thời gian điều trị là 5 năm và sẽ phải điều trị trong những khoảng thời gian tiếp theo và lâu dài hơn. Các bệnh nhân có tiền sử về hành vi hung hăng, bốc đồng một cách nghiêm trọng
khi mà quyết định cái việc mà ngừng điều trị bằng thuốc thì thuốc thường là sẽ được giảm liều một cách từ từ trong vòng một vài tháng để tăng. Trong quá trình mà giảm thuốc thì sẽ trong quá trình giảm thuốc một số bệnh nhân cũng có thể là sẽ tái phát lại các cái triệu chứng, khởi phát lại cái triệu chứng như ban đầu, nên là hoặc có thể là bùng phát lên những cái đợt mới. Khi mà bệnh nhân có những cái đợt tái phát triệu chứng hoặc bùng phát đợt mới thì gần như là cái việc giảm liều sẽ dừng lại và sẽ quay trở lại điều trị ngay, điều trị lại bắt đầu từ đầu. Cái tiến trình giảm liều thuốc thì sẽ thường là sẽ giảm mỗi tuần khoảng 25%, và cái liều dùng trong giảm khoảng 25% mỗi tuần, liều dùng trong cái quá trình điều trị duy trì. Vâng, trên đây là phần trình bày của tôi về quản lý và điều trị các cái rối loạn hành vi ở nhóm trẻ em và thanh thiếu niên.